chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh xe tải của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các anh em một dòng xe tải nhỏ của nhà máy Trường Giang, đó chính là xe máy Trường Giang KI5. Đây, trước mắt chúng ta thấy là chiếc xe tải nhỏ của nhà máy Trường Giang. Đây, xe có kích thước thùng rất là dài, thiết kế rất là đẹp. Như phần thường lệ, chúng ta sẽ đến với phần bên ngoài xe là phần cụm đèn chiếu sáng. Đây là đèn halogen, cụm đèn chiếu sáng rất là sáng. Đây, đây rất là đẹp. Đây, phía lưới tản nhiệt và cái logo động cơ của xe. Đây, lưới bên dưới, trên dưới đều có một cái lưới tản nhiệt rất là lớn, giúp cho động cơ mình mát hơn. Đây là cái đèn sương mờ rất là lớn, đèn này rất lớn. Phía dưới đây là cái lưới tản nhiệt giá thôi, là phần mũ nhưng mà không có lỗ, là mũ kính. Dưới đây có một cái cây để ví dụ xe mình xa lầy thì các xe nhờ xe khác kéo lên giúp. Đây là phần đèn rất là đẹp. Đây, bên đây có một cái đèn hông. Thì trên đây có cái giò phun nước để lau kiến nước nước kính xe á, thì vào đường bụi hay là trời mưa phun nước rồi chúng ta sẽ lau kính quan sát tốt hơn. Thì chúng ta có thể qua phần tiếp theo, đó là phần thùng xe. Thì xe này có kích thước thùng là 2m6 nha anh em, chiều dài thùng là 2m6. Và trước mắt chúng ta phiên bản là thùng bạc. Thì thùng bạc nhà máy Trường Giang làm cho chúng ta mở như là thùng cánh dơi đó. Cái này không có tốn thêm chi phí nha. Mấy cái khô tôm này thì nhà máy làm bằng sắt nên là đã reset. Nếu mà các bạn mua xe này thì công ty mình sẽ làm lại những khô tôm này bằng inox cho các bạn. Đây, không tốn chi phí nha anh em, mình làm các khối tôm inox luôn. Xe này để mình mở phía sau thùng cho các bạn coi, thùng xe đóng rất là giống như thùng xe của xe Đông Ben, rất là giống, cũng là thùng đóng một vách lò xương. Chúng ta thấy từ chỗ này là đỡ về xuống là chúng ta có thể mở lên như thùng cách dời để có thể mở lên này. Thì không có cái cây chống thì chúng ta về bên mình sẽ làm một cây chống cho các bạn chống lên để tiện cho cái việc xuống hàng cơ các bạn. Cái thùng xe rất là dày, thùng dập sóng. Đây chúng ta có thấy đèn này, đèn hậu rất là đẹp. Đây, biển số thì được bắt ngay chính giữa thùng xe. Đây phía dưới thùng xe đây là có đèn biển số luôn, đèn biển số rất là lớn, đèn led luôn nha các bạn. Đây có lớp sơ cua, xe này chỉ có một lớp sơ cua thôi, cỡ lớp thì 165R14 nha anh em. Lớp này cũng khá lớn nè. Đây là hộp cầu số nè, cầu đít xe rất là lớn. Nhíp, xài nhíp và xe này xài nhíp và phuộc luôn nha anh em, xài 6 lá nhíp và một cái phuộc. Xe này cũng có hệ thống cân bằng nè. Xe này bây giờ chạy vào những cung đường xấu xe rất ổn định, xe chạy chúng ta rất là ổn. Xe còn xe hợp chassis là sắt hợp rất là chắc chắn. Đây chúng ta chassis đài ngang nè, đây ngang này dọc rồi cũng là đều làm bằng sắt rất là dày. Đây là cỡ lớp lớp xe, lớp này xài rất là lớn, lớp 165R14, lớp này lớn hơn lớp xe Đông Ben đó anh em. Đây là bình nhiên liệu. Giờ bình nhiên liệu thì chúng ta có một cái khóa lại đề phòng khi mà chúng ta đậu xe ban đêm thì sợ mất trộm nhiên liệu. Đây chúng ta khóa lại là an tâm. Đây, cái bát này thì reset rồi, bên mình sẽ thay những bát inox mới cho các bạn. Inox 304 không reset nha anh em. Tại vì nhà máy mình mua xe thùng xe của nhà máy nên là cái chi tiết này mình sẽ làm lại khi khách hàng lấy những xe này. Bây giờ mình qua phần nội thất bên trong xe. Thì xe này cái cửa mở ra khá là hẹp, chừng 75 độ. Ra một góc 75 độ, không được 90 độ như dòng xe tải khác. Thì xe này cái trang bị chúng ta hai chỗ ngồi. Ghế là ghế da luôn nha anh em. Này, ghế da rất là đẹp, ghế xe này rất là đẹp. Đẹp hơn các dòng xe tải nhỏ rất khác rất nhiều. Đấy. Đây là quạt lỗ thông quạt của quạt là xe này được biệt có máy lạnh sẵn luôn nha anh em. Không phải mua thêm máy lạnh. Này, chúng ta lỗ cắm USB và thẻ nhớ. Này, đại em radio đầy đủ. Xe này là máy lạnh, nút máy lạnh chúng ta đây. Đèn đây. Đây là đèn sương mờ, nút này nút đèn sương mờ nha anh em. Đây để em bấm tăng chỉnh âm lượng.
nội thất cái option này nhìn đẹp hơn xe đông ben và Kenbo đó nhiều. Xe này thì xài chúng ta hộp số 5 cấp nha anh em, 5 tiếng một lồi, 5 tiếng một lồi. Dung tích của xe là 1.24 lít nha anh em. Xe này thì cũng khá mạnh đó, xe này mạnh hơn xe đông ben nhiều. Xe đông ben thì có 1.05 thôi. Đấy, bây giờ ta qua bên xe bên tài thì chúng ta thấy vô lăng xe làm vô lăng 4 chấu rất là đẹp. Đấy, kèn xe được làm hai nút hai bên, thay vì chúng ta để ở dưới cái logo như các dòng xe tải nhỏ khác thì ta để hai kỳ hai bên nhìn thì thẩm mỹ hơn. Đấy, rất là đẹp. Đấy, tiếp theo phần đồng hồ này, đồng hồ này chủ yếu là đồng hồ cơ thôi anh em. Hay mình bật đèn ưu tiên lên nè, sẽ sáng hai bên, nó trang bị khác với xe đông ben. Đồng hồ này thì đồng hồ khá đơn giản, chỉ có đồng hồ km và đồng hồ nhiên liệu và nước làm mát, không có đồng hồ vòng tua máy. Xe này đồng hồ khá đơn giản, đây là nút chỉnh đèn, cái độ chiếu sáng của đèn. Đấy, từng nấc chúng ta có thể tùy chỉnh cho phù hợp với cái tầm quan sát của mình. Đây là chỉnh đèn cốt pha. Đấy, chúng ta bật lên là đèn nền là đèn màu xanh rất là đẹp ha, đèn xanh lá canh này, xanh lá cây. Đấy, chúng ta bật lên rất là đẹp, ban đêm đi xe rất là đẹp. Đây, đây phần option đây. Đây tay thắng tay đây, thắng tay cũng khá là nhỏ gọn. Đây, đây là côn và thắng và chân ga. Ba chân này xe tải nhỏ thì nó rất là gọn với nhau, nên các bạn chạy xe nên để ý cẩn thận. Đây, đây là phần bên trong nội thất xe. Để bây giờ mình xuống đây. À, xe này có cái khoảng sáng gầm rất là lớn nha anh em. Xe này mà cao, nó cao hơn xe đông ben rất là nhiều. Và điều đặc biệt hơn là các dòng xe tải nhỏ đều động cơ đều bỏ dưới ghế hết. Bình ắc quy cũng được bỏ dưới ghế luôn. Bây giờ mình mở nắp capo cho các bạn xem nha. Đây là nút mở nắp capo, các dòng xe tải nhỏ đều mở như vậy hết. Đây, mở ra đây. Để mình rờ chỗ này, nó có một cái khóa chỗ này nữa, mình sẽ rờ chỗ này mở ra. Đây, mình coi thử chỗ đây, cái dòng xe tải nhỏ thì mở chỗ này đó, nó có một cái khóa mở ra. Đây, mình đã mở được rồi. Đây, bên trong đây thì ở phía trước đầu xe là không có động cơ nha anh em. Đây là chỉ có như nước làm mát của kích nước. Đây, nước lau kính, khi nào mình xịt hết kính thì mình mở nước mình chăm ra. Anh em nhớ chăm nước sạch thì xí để khỏi bị nghẹt cái phun nước lên kính chúng ta. Đây, bên trong đây là hệ thống dây điện của kích nước. Này, sáu dây của kích nước rồi mấy hệ thống dây dầu thắng của chúng ta được bảo quản rất là kỹ. Để mình đậy lại. Đây là phần giới thiệu chi tiết về xe Trường Giang K5 của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi mình nha. Cảm ơn các bạn.